Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, trong một lần mặc khải cho thánh nữ Faustina, Đức Giêsu đã nói những lời này: Cha mong ước cho ngày kính lễ kính lòng thương xót Chúa được thiết lập, và Cha mong ước ngày này sẽ là nơi quy tụ và sẽ trở thành nơi náu ẩn cho các linh hồn, nhất là các linh hồn tội lỗi. Vào ngày lễ này, Cha sẽ trải rộng lòng thương xót của Cha đến vô biên, và Cha sẽ đổ xuống đại dương của ân sủng cho những ai đến với lòng thương xót. Và những ai xưng tội và rước lễ trong ngày này thì được tha thứ hết mọi tội lỗi và những hình phạt bởi tội. Đó là lời Chúa Giêsu nói với thánh nữ Faustina. Điều đó cho thấy ngày lễ chúng ta hôm nay dâng là theo ý nguyện của chính Đấng Cứu Thế. Ngày hôm nay là điểm quy tụ gia đình con dân Thái Bình để chúng ta hiệp ý chung với cả giáo hội hoàn vũ tôn vinh lòng thương xót Chúa. Và ngày lễ hôm nay, như chính Đức Giêsu nói, cũng trở thành một nơi náu ẩn cho các linh hồn, nhất là những linh hồn tội lỗi. Ngày hôm nay Chúa đổ ân sủng dồi dào như đại dương mênh mông đến đối với mỗi chúng ta. Và ngày hôm nay cũng là ngày Chúa tha tội cho những ai xưng tội rước lễ thì được tha thứ mọi tội lỗi và mọi hình phạt do tội mà ra. Ý nghĩa của ngày lễ này, kính thưa cộng đoàn, lớn lao như thế. Dựa vào lời của Chúa Giêsu nói với Thánh Faustina mà Thánh Gioan Phaolô II giáo hoàng đã thiết lập ngày lễ này ngày 30 tháng 4 năm 2000, chúng ta cần kỷ niệm 24 năm ngày mà Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II thiết lập ngày lễ lòng Chúa thương xót, đồng thời phong hiển thánh cho nữ tu Faustina dòng Đức Bà Nhân Lành. Thực ra, ý tưởng mời gọi tôn kính lòng thương xót Chúa đã có từ trước đó. Thánh Gioan Phaolô II giáo hoàng được gọi là vị giáo hoàng của lòng thương xót, hay là chứng nhân của lòng thương xót. Năm 1980, Đức Thánh Cha đã ra một thông điệp để diễn tả lòng thương xót của Chúa dựa vào những lời mặc khải mà Chúa nói với Thánh Faustina. Đồng thời, Đức Thánh Cha mời gọi cả thế giới hãy nhận ra lòng thương xót của Chúa, và Ngài cho chúng ta nhận thấy nguyên nhân của bạo lực, nguyên nhân của chiến tranh, nguyên nhân của tội lỗi, nguyên nhân của chia rẽ, đó là thiếu vắng lòng thương xót nơi cuộc đời, nơi thế giới và trong chính giáo hội của chúng ta. Và Đức Thánh Cha Francisco tiếp nối giáo huấn của Thánh Gioan Phaolô II giáo hoàng đã mở năm thánh đặc biệt lòng thương xót vào năm 2015 để vừa giúp cho chúng ta ôn lại điều mà Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã giáo huấn, đồng thời mời gọi chúng ta khám phá kho tàng lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa. Kính thưa cộng đoàn, mục đích của việc tôn vinh lòng thương xót Chúa là gì? Tại vì ở đây đó có những nơi đã thực hành không đúng và biến lòng tôn vinh lòng thương xót Chúa, biến lòng đạo đức tôn kính lòng thương xót Chúa thành một thứ hành động tôn giáo thuần túy tình cảm, một hình thức tôn giáo thuần túy tình cảm, thậm chí còn pha chút mê tín và mang tính vụ lợi. Lòng thương xót Chúa, tôn vinh lòng thương xót Chúa trước hết nhắc cho chúng ta nhận ra Thiên Chúa yêu thương con người. Đức Thánh Cha Francisco nói với chúng ta, nếu chúng ta chịu khó đọc Kinh Thánh thì chúng ta sẽ thấy lòng thương xót Chúa trải dài trên từng trang của Kinh Thánh Cựu Ước cũng như Tân Ước. Lòng thương xót của Chúa trải dài qua lịch sử nhân loại và lịch sử dân tộc Do Thái, và trải dài qua cuộc sống của mỗi chúng ta cũng như lịch sử của giáo hội.
Và lòng thương xót ấy được tỏ bày một cách cụ thể nhất nơi cái chết và sự phục sinh của Đức Giêsu mà chúng ta vừa cử hành. Thế giới ngày hôm nay vẫn còn nhiều người giống như Thomas chúng ta vừa nghe trong bài tin mừng Thánh Gioan. Trong truyền thống Chúa Nhật hôm nay, Chúa Nhật thứ hai phục sinh cũng được gọi là Chúa Nhật của Thánh Thomas Tông Đồ. Bởi vì cả 3 năm ABC đều đọc bài tin mừng Thánh Gioan đều thuật lại biến cố này. Ông Thomas tượng trưng cho những người theo chủ nghĩa hoài nghi chỉ tin những gì mà họ cảm nhận được bằng giác quan. Mà ngày hôm nay xung quanh chúng ta có biết bao nhiêu người đang đưa ra những lời thách thức giống như ông Thomas. Một khi người ta phủ nhận sự hiện hữu của Thiên Chúa, phủ nhận quyền năng và tình yêu thương của người, thì thế giới này sẽ trở nên vô nghĩa và cuộc sống này sẽ trở thành bãi chiến trường như Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã khẳng định. Khi một thế giới vắng bóng Thiên Chúa thì một thế giới tự hủy diệt chính mình và thế giới ấy sẽ trở nên bãi chiến trường. Bãi chiến trường là nơi con người giết nhau, nơi không có lòng bao dung. Bãi chiến trường là người ta làm mọi sự để bảo vệ bản thân mình, không cần xét đến những người khác. Vì thế mà xung quanh chúng ta hôm nay có biết bao nhiêu người đang đặt ra câu hỏi giống như ông Thomas: tôi không nhìn thấy Chúa thì tôi không tin. Thomas là một người đã nhìn thấy thầy mình chịu treo trên thập giá, đã có những vết đinh và có lưỡi đồng đâm vào cạnh sườn. Ngày hôm nay khi nói đến Chúa sống lại, ông ra điều kiện: tôi phải thọc ngón tay sỏ tôi, ngón tay tôi vào lỗ đinh và thọc bàn tay tôi vào cạnh sườn người tôi mới tin. Xung quanh chúng ta và ngay chính cả chúng ta, kính thưa cộng đoàn, nhiều khi có những lúc gian nan lận đận trong cuộc đời, có những khi đối diện với những bế tắc, mâu thuẫn, có lẽ chúng ta cũng đặt ra những thách thức như thế. Nhưng mà Chúa Giêsu phục sinh đã đến và người nói với ông Thomas: phúc cho con đã thấy thì con mới tin, phúc cho những ai không thấy mà có lòng tin. Vì thế chúng ta hết thảy là những người có phúc, bởi vì đâu chúng ta có nhìn thấy Chúa Giêsu, chúng ta chỉ có nhìn thấy tượng của người thôi. Chưa ai trong số những người hiện diện nơi đây đã nhìn thấy Chúa Giêsu, nhưng mà chúng ta tin với niềm xác tín. Chúng ta tin vào Chúa Giêsu và tin vào lòng thương xót của Chúa Cha. Và lòng thương xót của Chúa Cha đã thể hiện qua cả cuộc đời của Chúa Giêsu. Cho nên Đức Thánh Cha Francisco đã viết một tông thư mang tựa đề Dung Mạo Lòng Thương Xót Chúa Cha. Đức Giêsu chính là dung mạo lòng thương xót Chúa Cha. Những lời nói, những việc làm trọn vẹn đời sống của Ngài, và nhất là cái đỉnh cao là cái chết trên cây thập giá, là sự tôn vinh Thiên Chúa và diễn tả lòng thương xót của Thiên Chúa lớn lao như thế nào. Vì thế mục đích thứ nhất, kính thưa quý ông bà và anh chị em, khi giáo hội mời gọi chúng ta tôn vinh lòng thương xót của Chúa, đó là chúng ta nhận ra Thiên Chúa yêu thương con người suốt bề dày lịch sử. Thiên Chúa yêu thương con người ngày hôm nay, Thiên Chúa yêu thương con người không phân biệt tôn giáo, văn hóa, chính kiến, và Thiên Chúa tôn vinh con, Thiên Chúa yêu thương con người nơi mỗi cuộc đời của chúng ta. Và khi chúng ta xác tín như thế thì đức tin vào Chúa mới là động lực thúc đẩy mọi lời nói và hành vi của chúng ta, làm cho những lời nói và hành vi ấy là những điều đem lại sự tốt lành trong cuộc sống cho bản thân, cho gia đình và cho xã hội. Ngày hôm nay xã hội bị ảnh hưởng rất lớn, trong số đó có nhiều người công giáo chúng ta cũng bị ảnh hưởng bởi lối sống vô thần, duy vật và hưởng thụ. Ba cái trào lưu này nó làm cho người ta lãng quên Thiên Chúa và không xét đến tiếng nói của lương tâm. Ba cái trào lưu này nó làm cho người ta quên cả đạo lý làm người, quên cả luân thường đạo lý và gây đổ vỡ ở mọi cấp độ, từ cha, mẹ, vợ chồng, con cái cho đến họ hàng làng xóm.
trào lưu duy vô thần, trước hết người ta phủ nhận Thiên Chúa, phủ nhận thần linh, phủ nhận đời sống vĩnh cửu, phủ nhận linh hồn. Người ta không tin có thần thánh gì. Đó là trào lưu vô thần. Trào lưu duy vật là người ta lấy vật chất để làm thước đo cho mối tương quan trong xã hội, tình cảm vợ chồng, lòng hiếu thảo của con cái và mọi ứng xử khác trong mối tương quan giữa con người với đồng loại. Chỉ có vật chất mà thôi. Và trào lưu hưởng thụ ngày hôm nay, con người càng ngày càng có xu hướng không bao giờ biết đủ. Càng ngày còn có xu hướng phải kiếm thật nhiều tiền, đôi khi bằng bất kỳ một cách nào trái với luật của Chúa, trái với pháp luật của nhà nước và trái với lương tâm đạo lý làm người. Chính vì thế, những trào lưu và lối sống tư tưởng ấy làm người ta mở con mắt không nhìn ra Thiên Chúa và lòng thương xót của người. Thiên Chúa yêu thương con người. Và ngày hôm nay chúng ta, như ông Thomas, đã nhìn thấy vết đinh của Chúa Giêsu, đã nhìn thấy vết thương ở cạnh sườn người một cách thiêng liêng. Và chúng ta không nhìn thấy trực tiếp, nhưng chúng ta là những người có phúc vì chúng ta đã tin vào Thiên Chúa, tin vào Đức Giêsu, tin vào sự Đức Đấng Phục Sinh đang hiện diện giữa chúng ta. Mục đích thứ hai của việc tôn kính lòng thương xót Chúa, kính thưa cộng đoàn, đó là chúng ta thực hiện tình yêu mến đối với nhau. Các bài đọc, nhất là bài sách Trích Sách Tông Đồ Công Vụ và bài thư của Thánh Gioan vừa chúng ta vừa nghe, đều nhấn mạnh tới điều này. Cộng đồng Kitô hữu ở Jerusalem là một cộng đoàn mẫu. Mọi người đều chỉ có một tâm hồn và một trái tim. Đây là một cộng đoàn đầu tiên và là cộng đoàn được diễn tả như là một gương mẫu cho mọi thế hệ. Điều gì đã liên kết mọi người thành một trái tim, một tâm hồn? Thưa, Đức Giêsu Phục Sinh hiện diện giữa họ. Chính Đức Giêsu Phục Sinh liên kết họ để còn không, họ không phân biệt nữa, nhưng tất cả trở nên một tâm hồn, một trái tim, một chí hướng, và tất cả trở nên một trong Chúa Phục Sinh. Bài thư sách thánh thứ hai, trích thư của Thánh Gioan Tông Đồ cũng nói với chúng ta như thế: ai yêu thương thì người đó được sinh ra bởi Thiên Chúa. Ai tin vào Đức Giêsu Kitô thì phải thực hành giáo luật giới huấn của người. Nếu tin Đức Giêsu mà không thực hành giáo huấn của người thì đức tin ấy mơ hồ và trống rỗng. Như thế, mục đích thứ hai của việc tôn vinh lòng thương xót Chúa, đó là chúng ta thực hiện lòng bác ái đối với nhau. Chúa Giêsu đã thực hiện tình yêu ở mức cao cả nhất, bởi vì Chúa đã nói không có tình yêu nào lớn lao cho bằng tình yêu của người hiến mạng sống mình vì người mình yêu. Và Chúa đã chứng minh lời giáo huấn của Chúa bằng cái chết trên thập giá. Trên cây thập giá, Chúa đã thể hiện một tình yêu lớn lao nhất, vĩ đại nhất, và tình yêu ấy là mẫu mực cho chúng ta, như lời Chúa mời gọi: anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Vì thế, kính thưa cộng đoàn, mỗi năm đại hội lòng thương kính lòng thương xót Chúa mời gọi chúng ta hãy về đây để múc lấy ân sủng của suối nguồn từ cây thập giá tuôn chảy cho chúng ta. Hãy về đây để nhớ lại lời khuyên, lời giáo huấn căn bản của Đức Giêsu, đó là anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương ngày ngày. Tất nhiên, tôn kính lòng thương xót của Chúa cũng là dịp để chúng ta cầu xin những ơn lành cần thiết cho đời sống. Chúng ta xin Chúa ban cho sức khỏe, sự bình an, sự may mắn, sự thành đạt, hạnh phúc gia đình và con cái hòa thuận. Chúng ta có quyền xin những điều ấy vì Chúa hứa với chúng ta: ai xin thì được, ai tìm thì sẽ thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở cho. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, hôm nay chúng ta về đây để gõ cửa lòng thương xót của Chúa. Và tôi xin nhắc lại lời mà chính Chúa đã nói với Thánh Faustina. Ngày hôm nay chúng ta thấy ứng dụng nơi cộng đoàn phụng vụ của chúng ta. Chả ước mong cho ngày lễ kính lòng thương xót được thiết lập, và ước mong ngày này sẽ là một ngày quy tụ
và là một nơi trú ẩn cho các linh hồn, nhất là những linh hồn tội lỗi. Ngày ấy, tức là ngày hôm nay, ta sẽ trải dòng lòng thương xót đến vô biên, và ta sẽ đổ tràn một đại dương ân sủng đến cho những ai chạy đến với ta. Những ai xưng tội và rước lễ ngày này sẽ được tha thứ tất cả mọi tội lỗi và mọi hình phạt do tội mà ra. Ngày hôm nay, những điều Đức Giê-xu nói chắc chắn đang được thực hiện. Chúng ta hãy về đây trong niềm vui mừng, trong tiếng ca Alleluia của toàn thể xã hội Kitô trên toàn thế giới, và mỗi chúng ta cũng hãy phục sinh với Chúa Giê-xu, bước ra khỏi mồ tăm tối, sống cuộc sống của con cái Thiên Chúa, bừng lên ánh sáng của Đấng phục sinh. Và như thế, chúng ta xứng đáng để dìm mình vào đại dương mênh mông của lòng thương xót Thiên Chúa. Amen. Tôi tin kính mộ Thiên Chúa.